Giờ mình sẽ nói tiếp. Cái video trước á, là nó không có đủ. Cho nên á, là bây giờ mình làm tiếp video này á, để nói khi mà các anh em tài xế của Gojek hay là hành khách mà trong quá trình thực hiện cái đơn hàng đó, hoặc là đối với cái trường hợp là hành khách thì đang trong quá trình là tài xế đón được rồi và chở đến nơi mà hành khách cần đó, mà không may bị xảy ra tai nạn đó, thì phải làm cái gì? Rồi, khi mà bị á, đây là cái thông tin của bên Gojek, họ đưa ra cái thông báo là khi mà bị xảy ra tai nạn thì người tài xế hay là hành khách là cần phải thông báo cho Gojek biết. Thì họ bên Gojek họ sẽ tiếp nhận cái thông tin và sẽ gửi cái mẫu đơn đến cho tài xế hoặc là hành khách thông qua cái email. Tại vì email đó, cho nên đó, các bạn thấy là email rất là quan trọng. Email giống như cái hộp thư tín vậy thôi. Thay vì xưa là mình xài bằng cái địa chỉ nhà để nhận thư, thì bây giờ là trong cái thời điểm là công nghệ, thời đại công nghệ đó, là cái email là thay cho cái hộp thư tín, địa chỉ nhận thư đó, họ siêu liên lạc qua. Cho nên nó lấy cái email phải lấy đúng và xài nó hoài. Cái mình thấy có nhiều người cứ xài lung tung hết, xài xong không email này đi email khác, rồi lung tung, rốt cuộc không nhớ email mình là gì, không nhớ mật mã mình là gì luôn. Hôm nay mình nhắc, hoặc là có thể tới trực tiếp luôn nè, ha, tới tổng hành dinh của Gojek Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, hoặc là các bạn tài xế là gửi một cái email đến cái địa chỉ như là trong video trước mình có nói đó. Đây, cái địa chỉ này nè. Đây, bạn thấy không? Làm chấm, nhớ cái dấu chấm này nha. vngojek@ mars.com chấm com làm chấm vngojek@ mars.com chấm com đó. Thì trong quá trình mà tiếp nhận thì cái hãng bảo hiểm AG đó, họ sẽ thực hiện theo một cái hướng, cái quy trình là để bồi thường. Rồi, anh em tài xế hay là khách cần cái gì đó, cung cấp những cái gì, đúng không? Phải có bằng chứng nhé. Đây, họ họ nói đó, bên Gojek họ nói là cần cái mã đơn hàng, cái code đơn hàng đó, chuyến xe nào, GoSend nào, GoFood nào, nó cũng có cái mã đơn hàng hết. Rồi cái thời gian chấp nhận đơn hàng như là bao mấy giờ, nó nằm ở trên cái máy của các bạn hết á, nằm trên cái app tài xế, hành khách thì nằm ở trên app luôn. Rồi thông tin khách hàng, món hàng, thời gian nhận tại cửa hàng, à nó có cái dấu sao. Thì đây là người ta miêu tả nó là cái gì. Đây, nếu mà là dịch vụ GoSend là gửi hàng hóa hoặc là giao đồ ăn, đó là cái dấu sao. Thông tin khách hàng, món hàng, thời gian, cửa hàng, thời gian hoàn tất đơn hàng. Cái này trong quá trình nó bị thì khó có thời gian hoàn tất đơn hàng lắm. Cái này họ ghi, cái này là họ ghi chưa chính xác. Đang trong quá trình mà còn hoàn tất đơn hàng rồi thôi chứ, thì có thể là họ sẽ tìm cách là từ chối đó. Trong quá trình thực hiện đơn hàng bị tai nạn mới được bảo hiểm nha.
đó là theo cái cách mình hiểu bên Gojek họ thông tin vậy. Còn giờ họ viết vậy nè, trời ơi, thời gian hoàn tất đơn hàng đã hoàn tất đơn hàng rồi, coi như là vấn đề đã xong rồi, còn gì được bảo hiểm nữa đó. Rồi họ tên của anh em, biển số xe, rồi tên cửa hàng và người, tên tên cửa hàng và người gửi hàng. Thì cái này đối với cái dịch vụ GoSend hoặc là GoFood. Rồi đây nó có cái mục nữa là xác nhận cái biên bản đó, biên bản hiện trường của công an. Cái này là tùy trường hợp, họ không bắt buộc. Cái này có gì vậy? Sẽ hai bên sẽ trao đổi với công ty Gojek. Rồi giấy xác nhận thương tích của bệnh viện tùy trường hợp đây nè, thấy không? Tất cả là phải có giấy tờ hết nha. Khi mà dính dáng vô bảo hiểm là họ đòi hỏi ghê lắm. Và phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. Chứ đừng làm qua loa rồi la làng tỏi lên, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Rồi, cái này á, là họ hỏi đó. Tôi có thể yêu cầu cái đơn vị bảo hiểm á, chi trả trong bao lâu, tức là trong bao lâu thì sẽ nhận được cái tiền bảo hiểm. Thì là cái đơn yêu cầu bồi thường tai nạn trong khi thực hiện, các bạn thấy không? Đơn yêu cầu bồi thường tai nạn trong khi thực hiện đơn hàng hoặc là chuyến đi với Gojek phải được gửi đến cái hãng bảo hiểm AIG không quá 30 ngày, tức là trong vòng tháng đó, phải gửi cái đơn đó để yêu cầu cái hãng này, hãng AIG này, cái đơn vị bảo hiểm đó, để họ biết, họ xử lý. Nhưng mà cái này nó sẽ dao động nha, nó sẽ dao động. Nhiều khi bị nạn rồi, bị tay bị thương làm sao mà biết, rồi nhiều khi người nhà không không biết đường sao, thì phải tìm cách báo cho họ, người nhà, người thân, bạn bè đó để giúp họ. Nhưng mà không phải là trong vòng 30 ngày đâu, có thể là kéo dài đến 8 tuần luôn nè. Bạn thấy không? Đó. Còn mà khi mà đã tiếp nhận rồi đó, bên AIG họ tiếp nhận, bên đơn vị bảo hiểm họ tiếp nhận rồi đó, thì cái khoản tiền á, sẽ khi mà được duyệt rồi đó, họ đồng ý rồi đó, thì số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh em tài xế hoặc là tài khoản ngân hàng của hành khách trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc. Bất cứ tài xế nào cũng có cái thẻ Vietinbank, bạn nhớ không? Cho nên phải giữ những cái thẻ thông tin đó cẩn thận nha các bạn nha. Ví Momo cũng vậy, phải cẩn thận nha. Không phải là muốn khai gì là khai đâu, khai cho chính xác giùm. Khi xảy ra sự cố là mệt lắm á, là mình sẽ bị mất quyền lợi. Trong đây á, trong cái thông cáo của Gojek là họ có miễn trừ những cái trường hợp là họ không bảo hiểm như hậu quả chiến tranh, nội chiến, rồi đình công rồi đó, biểu đình công phản đối đó, nổi loạn, bạo loạn dân sự, mấy cách mạng khởi nghĩa, tím quyền hoặc khủng bố, vi phạm pháp luật gì đó, là cái này là họ sẽ miễn trừ, họ không có chịu trách nhiệm bảo hiểm đâu. Khi mà đụng đến tiền bạc mà lấy được tiền đó, họ sẽ kiểm tra rất là kỹ. Đây, họ cảnh báo luôn, trong trường hợp á, mà bị tai nạn gây ra do hành vi phạm pháp bởi một bên thứ ba. Tức là cái gì? Tức là mình là bên cái người tài xế là thứ nhất. Công ty Go Việt, Gojek là đơn vị thứ hai. Bên thứ ba có thể là một người khác. Tức là ra ngoài đường nhiều khi gặp một cái thằng khác nó đi nó kiếm chuyện. Rồi nó gây ra tai nạn cho các bạn. Thì á, Gojek họ khuyên mình á, là phải vui lòng báo cáo ngay lập tức với chúng tôi qua một trợ giúp của ứng dụng GoPartner. Đó là ứng dụng chạy xe của anh em đó. Bị uy hiếp, bị hành hung cái gì phải báo cho họ biết liền trong cái phần trợ giúp này nè.
tại vì tổng đài nó không hoạt động, cho nên mọi vấn đề và thông tin liên lạc á là nằm trên cái phần trợ giúp hết trên cái ứng dụng mình á. Các anh em nhớ lưu ý nha, phần trợ giúp rảnh 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 thì đừng có vô Facebook nhiều quá, không vô cái phần trợ giúp á, có vấn đề chạy xe coi họ viết gì trọng, để nhiều khi đụng chuyện này thì mình biết mình xử lý, hay là để giúp đỡ người khác. Rồi thôi, cái video này nó hơi dài dòng rồi ha. Thì mình làm video này để kết thúc cái câu chuyện của cái anh Phú bị cây đè lúc mà đang vận chuyển hành khách. Rồi, nếu mà thích thì like, không thích thì thôi. Rồi, các anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe.